Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. Hôm nay, mình muốn chia sẻ cho các bạn một số hình ảnh và video meme tin tức vui nhộn. Đầu tiên là tin tức kiểu ở Nhật Bản. Một anh chàng Việt Nam ngồi trên tàu điện, vừa ăn mì gói, vừa gác chân. Xong rồi anh ta còn thản nhiên mời một người Nhật ngồi ở bên cạnh ăn mì gói cùng với anh ta. Nhưng mà người Nhật này đã từ chối một cách lịch sự. Các bạn hãy coi lại. Các bạn thấy bá đạo chưa? Đã ngồi ở ngoài công cộng, không có giữ trật tự mà lại còn gây phiền nhiễu với người xung quanh. Ở Nhật Bản, khi các bạn ngồi trên tàu, các bạn tuyệt đối không nên làm một trong hai thứ. Thứ nhất đó là gọi điện thoại, nói chuyện gây ồn ào, phiền nhiễu người xung quanh. Thứ hai là đem đồ ăn ra, ăn ở trên tàu. Điều này rất phản cảm. Khi các bạn sang quốc gia khác, các bạn hãy để ý xung quanh mọi người làm như thế nào và bắt chước giống như vậy. Các bạn đừng sống một cách tự nhiên giống như là ở quê nhà. Người ta có câu nhập gia thì phải tùy tục, sống ở chỗ nào thì phải thích ứng với văn hóa của nơi ấy. Nếu không thì các bạn sẽ bị người bản địa đánh giá một cách tiêu cực, khiến cho cuộc sống của các bạn ở quốc gia ấy không được viên mãn. Tấm hình tiếp theo các bạn hãy xem. Một anh chàng Việt cộng đội nón cối, đeo khẩu trang với lại cái áo hình búa liềm. Anh ta đăng lên với dòng status là ở Nhật nhưng lòng luôn hướng về tổ quốc. Anh ta rất là yêu nước các bạn nhé. Mặc dù anh ta không có bao giờ mà tự hỏi rằng là cái điều gì đã khiến anh ta phải đi sang Nhật Bản, trong khi anh ta là người Việt Nam, lẽ ra chúng ta phải ở nước của chúng ta đúng không? Nhưng mà tại sao chúng ta là phải đi tha hương cầu thực ở xứ người? Nhưng mà những anh bạn này thì có lẽ không bao giờ có năng lực mà tư duy tự đặt những câu hỏi logic đấy. Đấy, họ luôn luôn họ nghĩ rằng là quê hương rất là tươi đẹp như vậy mà tại sao không đi về Việt Nam mà ở, đi sang xứ người mà luôn luôn mang những cái dấu hiệu, cái biểu tượng mà cả cái thế giới này người ta đều nhìn bằng cái ánh mắt là vô cùng đánh giá và phán xét. Biểu tượng này là biểu tượng không có tích cực mấy ở nước ngoài, đặc biệt là ở những đất nước tư bản. May cho các bạn là các bạn ở những quốc gia văn minh giống như Nhật Bản, cho nên các bạn sẽ không bị gì. Nhưng mà nếu các bạn ở những cái quốc gia khác ghét cộng sản nhưng mà không có văn minh như Nhật Bản, ví dụ giống như đi sang Indonesia này, Malaysia này, các bạn mà mặc những cái bộ đồ mà cái biểu tượng búa liềm như thế này thì khả năng các bạn gặp vấn đề to với người dân bản địa là vô cùng cao. Các bạn phải luôn cẩn thận, phải biết được rằng đây là cái biểu tượng không có được mấy đón chào ở các quốc gia khác nhé. Nhưng mà có lẽ đối với một số người giống như là bò đỏ với cháu ngoan thì bọn họ không có nhận thức được việc này đâu. Cho nên khi mà các bạn thấy những người như thế này ở ngoài đường, các bạn đừng có nhận bà con họ hàng gì với những người đấy. Nếu mà người ta có hỏi các bạn là người Việt Nam hay không thì các bạn nhận là các bạn là người Philippines hoặc là Campuchia gì đấy, nó đỡ quê hơn nhé. Chứ bị đánh đồng nhục lắm, khổ lắm. Đây là một video đụng độ giữa người Nhật và người Trung Quốc ở thành phố Nara, Nhật Bản. Đây là một khu du lịch nổi tiếng ở Nhật Bản, có rất nhiều hươu và người Trung Quốc đặc biệt cực kỳ thích đến đây. Gần đây thì có một cái vụ scandal người Trung Quốc đến Nara xong rồi đá hươu chạy xung quanh loạn xạ. Điều này đã làm người Nhật vô cùng phẫn nộ và điều này đã khiến cho người Nhật vô cùng ác cảm với khách du lịch Trung Quốc. Người Trung Quốc đi đến đâu là gây sự quấy nhiễu đến đấy, xả rác lung tung, lại còn phỉ báng những nơi thần thánh linh thiêng của Nhật Bản. Có một cái sự việc gần đây là có một cái anh chàng Trung Quốc đứng trên một cái bục đền thờ của Nhật Bản xong rồi đái vào đấy. Cái anh chàng này sau đó đã bị trục xuất ngay lập tức ra khỏi Nhật Bản và bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Người Trung Quốc đã nổi tiếng từ xưa đến giờ là vô cùng vô văn hóa, đi đến đâu là mất vệ sinh, ồn ào, gây mất trật tự đến đấy. Họ giống như là họ từ một cái hành tinh khác đến trái đất vậy. Có lẽ đây là cái hậu quả của giáo dục. Bọn họ đã sống ở dưới cái vỏ bọc bị kiểm duyệt quá lâu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người dân Trung Quốc lục địa từ xưa đến giờ đã được dạy rằng là bọn họ luôn luôn là top 1 server trên cái trái đất này. Lúc nào họ cũng là giỏi nhất, tốt nhất, siêu cường nhất. Và điều đó đồng nghĩa rằng tất cả các quốc gia khác đều là dưới trướng họ. Và đặc biệt là Nhật Bản, bọn họ cực kỳ ghét Nhật. Luôn luôn gọi người Nhật là Shao Ribbon, tức là nước Nhật Bản nhỏ bé. Nói là nhỏ bé vậy, nhưng mà những tầng lớp giàu có của Trung Quốc, họ mà có điều kiện, có tiền, bạc, của cái là họ sang Nhật Bản mua bất động sản ở đây, nó mắc loạn. Xong rồi đi du lịch thì phá phách nghịch ngợm, coi thường văn hóa của người dân địa phương. Và trong cái video này, người đàn ông này đã lượm một cái miếng rác của một nhóm du khách người Trung Quốc vứt xuống. Xong rồi ông ta bắt cái nhóm người Trung Quốc đó phải cầm rác đem về, chứ không có được vứt tại nơi đấy. Các bạn đã biết Nhật Bản là một quốc gia vô cùng sạch sẽ, người dân ở đó vô cùng
tôn ti trật tự, giữ gìn vệ sinh công cộng. Họ ăn ở chỗ nào là họ dọn sạch cái chỗ đấy, không có bao giờ mà vứt rác bừa bãi. Đó là cả một cái ý thức, cả một cái dân tộc có tính tập thể cao, không có bao giờ ích kỷ, nghĩ chỉ vì cá nhân. Nhưng mà dĩ nhiên, dân Trung Quốc á, dưới cái giáo dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bọn họ không có được giáo dục như vậy. Bọn họ đều lớn cả rồi, chứ đâu phải là con nít gì đâu. Nhưng mà hành xử giống như là một đứa trẻ con vậy. Các bạn hãy coi lại video. Này bà kia, bà vừa vứt rác phải không? Cầm rác đi về đi. Bà vứt chứ còn ai nữa. Bà có định chối cái gì? Trên tay bà cầm rác cái kia phải không? Tụi mày vứt đúng không? Còn ai vào đây nữa? Cô gái người Trung Quốc này á, có vẻ giống như là đang muốn chối tội là đó không phải là rác mà bọn họ đã vứt. Mặc dù trên tay cô gái cầm một cái mảnh rác rất là giống và tương tự cái mảnh rác mà ông người Nhật đang cầm. Cô gái người Trung Quốc cứ liên tục miệng nói là no no no, tức là không 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 không. Cái mảnh rác nó không phải là giống y chang là cái mảnh cô đang cầm lên tay hay sao? Cầm lấy và đem về. Còn cô gái Trung Quốc thì cứ no no. No, no, no. Đừng có mà no no. No. Mày vứt rác chứ ai đây nữa? Thì có vẻ ông Trung Quốc này biết điều hơn. Ông ta cùng nhóm với người Trung Quốc đấy. Ông ta không có muốn là gây sự với người bản địa, cho nên ông ta đã nhanh chóng cầm cái miếng rác mà ông người Nhật đang cầm, xong rồi tỏ vẻ xin lỗi. Cầm rác về ngay, các người hiểu chưa? Cô gái người Trung Quốc này đứng sốc luôn. Hay là người Nhật mà không biết nữa. Đằng xa có mấy con hươu. Mấy người hiểu chưa? Có thể là cái miếng rác đó không phải là của nhóm người Trung Quốc đó thật. Nhưng mà đây là hậu quả của sau bao nhiêu thời gian người Nhật đã dồn nén cái sự tức giận bởi cái lối ứng xử vô văn hóa của người Trung Quốc tại Nhật Bản. Có lẽ hình ảnh người Trung Quốc tại Nhật sẽ không trở nên mấy tốt đẹp trong tương lai gần. Dĩ nhiên, người Nhật người ta không có văn hóa đánh đồng. Nếu ở Nhật Bản mà người ta đánh đồng tất cả người Trung Quốc nào cũng tệ như vậy, thì có lẽ cộng đồng người Trung Quốc ở Nhật Bản đã không đông đảo đến mức vậy. Nhật Bản luôn luôn chào đón những người nào biết điều và tôn trọng văn hóa của nước sở tại. Rồi mời các bạn xem video tiếp theo. Các bạn cho mình hỏi, đây là xe tải hay là tàu hỏa vậy? Các bạn thì nhìn dòng chữ nhé, công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú, cái dòng chữ ghi như vậy đó. Nhưng mà các bạn nhìn thử xem nó là xe tải hay là tàu hỏa vậy. Only in Vietnam các bạn, only in Vietnam. Rồi mời các bạn đến với chủ đề thứ hai, đó là chủ đề liên quan đến kỳ thi Olympics vừa rồi. Thì các bạn đã biết rồi, Việt Nam vừa rồi chúng ta đã thua một cách thảm hại, không có giành được một huy chương nào từ Olympics. Mặc dù là khi xuất quân, xuất trận thì bọn họ làm nó rùm beng ghê lắm. Trong cái kênh YouTube của anh chàng Ocean English ấy, anh ta cũng tự hào ngạo nghễ rất là kinh khủng, nói rằng là đoàn quân Việt Nam xuất quân giống như là đi đánh giặc, giống như là cái thời chống Pháp, chiến dịch Điện Biên Phủ ngày xưa vậy á. Thật là khủng khiếp. Cái thời đại bây giờ chẳng liên quan gì đến 100 năm trước, thế mà anh ta vẫn lôi vào để mà tự hào cho được. Thì ở trong cái trang Facebook có tên là Troll Sea Games Official, thì cái trang này mình không biết admin là người nước nào, nhưng mà trang này chủ yếu đề cập đến chủ đề Sea Games và các nước Đông Nam Á. Dĩ nhiên trong đó có Việt Nam rồi. Các bạn đã biết là Việt Nam đạt thành tích rất là cao ở các giải SEA Games và họ đã luôn tự cho rằng bản thân là anh cả của Đông Nam Á. Đấy. Và chính cái anh cả Đông Nam Á đó, khi đi ra biển lớn, tham gia vào những kỳ thi mang tầm cỡ quốc tế hơn giống như Olympics, thì người anh cả đó có vẻ giống như là không có đạt được những thành tích cao cho lắm. Thì các bạn hãy coi một vài cái tấm ảnh memes dưới đây. Việt Nam trong kỳ thi Olympics đối với Việt Nam trong các kỳ thi SEA Games. Thì trong cái tấm ảnh này, Việt Nam nói rằng tôi đã không thắng được một huy chương nào. Các quốc gia khác thì trong đó có Trung Quốc, Mỹ, các nước EU, Pháp, rồi này nọ, nói rằng nhưng mà bạn đã giành được 355 cái huy chương ở kỳ thi SEA Games mà. À, còn đòi gì nữa? Giỏi ở kỳ thi SEA Games rồi, thì Olympics nó là cái gì đâu? Thì ở dưới phần bình luận có một bạn trả lời như sau. Bạn ấy chắc là người Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi đã chiến thắng nước Mỹ. Tất cả các bạn không bao giờ làm được cái điều này. À,
các bạn không có dũng khí đâu. Còn thấy có liên quan không? Người ta đang nói đến Olympics và SEA Games thì liên quan đến cái thời kháng chiến chống Mỹ gì đây. Mà nói các bạn rồi là Việt Nam người ta rất thích ăn mày quá khứ. Cái thời kháng chiến chống Mỹ với cái thời chống Pháp ấy, cách đây sao lắc xa lơ rồi. Mà cái thời đấy ông bà cha mẹ của các bạn còn là những đứa trẻ con nít. Nó xa lắc như vậy á. Vậy mà vẫn còn đào mộ lên để mà nói cho được. Trong khi đây người ta đâu có nói gì về lịch sử quá khứ đâu. Người ta nói đến cái thành tích hiện tại. Đấy, đây nữa, một bạn này nữa. At least we win USA. Chỉ ít là chúng tôi đã chiến thắng nước Mỹ. Chiến thắng nước Mỹ là chiến thắng cái gì hả các bạn? Giáo điều quá mà. Đã bao giờ Việt Nam mà có một cái cuộc chiến trực diện, tổng hỏa lực đối diện với Mỹ chưa? Thắng là thắng như thế nào? Mỹ người ta rút quân ra khỏi Việt Nam, xong rồi Bắc Việt mới thừa cái thời cơ đó, xong rồi xuống chiếm lĩnh thủ đô của Sài Gòn thôi. Nhưng mà chí ít ở trong lịch sử là người ta công nhận là như vậy. Đó là Việt Cộng đã đánh đuổi được Mỹ ra khỏi Việt Nam thành công. Nếu vậy thì đó là cái vấn đề của lịch sử. Nó đâu liên quan đến thành tích thể thao bây giờ đâu. Cũng lôi vào cho bằng được. Trời, tội nghiệp. Rồi còn meme này nữa. Nói thật với các bạn là mình cũng không có muốn chia sẻ những cái meme mà chế giễu rồi làm xấu Việt Nam như này đâu. Nhưng mà các bạn bè ở trong khu vực Đông Nam Á người ta nghĩ gì về chúng ta thì chúng ta phải cần biết. Thuốc đắng thì giả tật. Để mà Việt Nam bớt cái thói ngạo nghễ rồi khoe khoang, hốc hách, khoát lác đi. Giảm bớt cái thói mà kiêu căng. Để mà còn tu chí, cải thiện bản thân. Thì trong tấm hình này, ở đằng sau là Thái Lan, Philippines và Indonesia đang chế giễu Việt Nam bởi vì không có cái huy chương nào hết. Thì bỗng nhiên có một người bạn nào đó giang tay ra để vỗ về, an ủi, trìu mến anh bạn Việt Nam của chúng ta. Đó là anh bạn Singapore. Lúc đấy thì cũng không có một cái huy chương nào. Nhưng mà ai ngờ đâu, Singapore lại giành được một huy chương đồng. Giống như là một cái tát vào mặt đối với anh bạn Việt Nam chúng ta vậy. Rất là buồn nha. Singapore cứ tưởng là một cái quốc đảo nhỏ xíu sẽ không giành được huy chương nào. Rốt cuộc họ giành được huy chương đồng. Vậy coi như là bỏ lại Việt Nam chúng ta. Một trong những cái anh cả top đầu của Đông Nam Á. Nếu rốt cuộc bây giờ thì mới thấy được cái thực lực là nó đến như thế nào. Dĩ nhiên là trong Đông Nam Á nó vẫn có nhiều quốc gia khác không có đạt được cái huy chương nào. Nhưng mà Việt Nam chúng ta ấy, từ trước cái giờ ấy, đã nổi lên giống như là một trong những cái vị trí chiến lược, một trong những cái nước Đông Nam Á bậc nhất, thắng SEA Games này, thắng SEA Games nọ, đạt những thành tích về kinh tế này nọ. Nhưng mà tại sao thành tích trong Olympics lại ảm đạm như thế? Dĩ nhiên là thành tích Olympics không có nói về cái sự thành công của kinh tế hay là giáo dục hay là chất lượng sống. Nhưng mà điều này đã cho ta thấy vị trí của Việt Nam trong bàn cờ thế giới là nó đến đâu. Khi mà thật sự những cái kỳ thi mà đòi hỏi tài năng thật sự thì chúng ta mới biết được là bản thân mình như thế nào. Đấy, còn những tấm ảnh được tạo bởi AI như thế này nữa. Đội tuyển Việt Nam xách vali đi về trong dòng nước mắt. Còn meme này nữa. Việt Nam trong các kỳ thi SEA Games thì rất là ngầu nha. SEA Games 2021 thì họ đạt được 446 huy chương, đạt giải nhất. SEA Games 2023 thì đạt 355 huy chương, tiếp tục đạt giải nhất. Tiếp theo là Thái Lan, Indonesia, Philippines. Rất là ngầu nha. Còn Việt Nam trong kỳ thi Olympics thì như thế nào? Olympics 2020 không có huy chương nào, đứng hạng pét. Paris 2024 Olympics cũng không có huy chương nào hết, đứng hạng bét. Và đó chính là cái thực trạng. Giỏi ở trong cái ao làng nhưng mà kém cỏi ở bàn cờ thế giới. Một anh bạn bình luận như thế này nữa. Gold không có gì cả, silver cũng không có gì cả, bronze cũng không có gì cả. Thưa quý cô và quý vị, Việt Nam một quốc gia to mồm. Ladies and gentlemen, Vietnam the big mouth country. Cá nhân mình là không muốn chia sẻ những cái bình luận chế giễu Việt Nam như thế này đâu. Nhưng mà thuốc đắng thì giã tật. Người ta đang nói về chúng ta như vậy đấy. Liệu chúng ta có cái gì để mà phản biện lại bọn họ không? Cay lắm nhưng mà không có cái gì để mà đáp trả lại được. Một bạn bình luận như sau. Đây có phải là quốc gia mà nghĩ rằng bản thân nó thông minh không? Ý đang hỏi Việt Nam đấy. Đúng rồi, bọn họ là quốc gia mà tự nhận rằng là bọn họ rất là thông minh, có chỉ số IQ cao. Bạn biết sao không? Cái số liệu đó là giả. Bởi vì ấy, Cộng sản rất là nổi tiếng ở cái việc làm thông tin giả và chia sẻ, phát tán, tuyên truyền. Nhưng mà tuy nhiên, kỳ thi Olympics thì bọn họ không thể làm giả được. Bởi vì đó là một kỳ thi cả thế giới chứng kiến trực tiếp. Đó là bình luận của EU Paralaya. Người ta nói rằng là Việt Nam là một quốc gia nổi tiếng là chuyên gia làm giả số liệu. Khi mà đi ra biển lớn thì mới không thể giấu được thôi. Một bạn nữa bình luận. Số huy chương ở Olympics, zero. Văn hóa ứng xử cũng zero. Cái này thì có thể bọn họ nói quá thôi. Mình không nghĩ là Việt Nam người ta có cái văn hóa ứng xử gì mà quá tệ ở trong kỳ thi Olympics nước Pháp vừa rồi. Ngoài cái dàn báo với lại dư luận viên ở trong nước thì nó dìm hàng cái kỳ thi đó. Nào là đánh đuổi Pháp, nào là nước sông của Pháp thì ô nhiễm, rồi văn hóa woke, rồi huy chương thì bị reset. Không có máy lạnh, không có nước đá.
thì ngoài những cái tin mà dìm hàng nước Pháp ở trong nước ra thì mình nghĩ họ không có ứng xử vô văn hóa gì, mà chí ít là mình đã có thể quan sát. Một bạn tên là Cao Phong Tường bình luận như sau: nếu bạn ở Việt Nam, bạn sẽ thấy những bài viết, những thông tin như là đồ ăn Việt Nam được xếp hạng ngon nhất trên thế giới, các đảo ở Việt Nam được xếp hạng là đẹp nhất trên thế giới, Việt Nam là được xếp hạng là an toàn và thân thiện nhất trên thế giới, các tướng lĩnh của Việt Nam thì cũng được xếp là giỏi nhất trên thế giới, con người Việt Nam là một trong những người thông minh nhất trên thế giới. Nếu mà bạn phản đối với ý kiến này, bạn sẽ bị tấn công bởi nhiều người. Dĩ nhiên, với thành tích là 000 huy chương Olympics, bọn họ sẽ đưa ra rất nhiều cái lời biện minh và bạn sẽ không được phép chỉ trích. Một bạn chia sẻ trên Reddit: một chút cảm tưởng về Việt Nam sau kỳ thi Olympics. Tôi là một người Việt Nam sống ở UK. Kỳ thi Olympics này, tôi đã có cơ hội để quan sát kỳ thi và truyền thông ở Việt Nam. Đây là một trong những cảm tưởng của tôi. Thứ nhất, nói chung, người Việt Nam không thích thể thao, nhưng bọn họ thích chiến thắng thể thao. Bọn họ không có quan tâm đến việc cải thiện hoặc là đề cao thể thao. Bọn họ chỉ cần thắng để mà báo cáo với cấp trên. Đó là lý do vì sao bọn họ đầu tư rất là nhiều vào các kỳ thi SEA Games. Bởi vì đó là nơi mà bọn họ có khả năng cao, thay vì là chú tâm vào kỳ thi Olympics. Ngoài ra thì truyền thông trong nước không có phát sóng Olympics. Bọn họ biết rằng là cũng không có mấy ai xem cả. Bọn họ cũng không hề sai, nhưng bọn họ đã quên hoặc là cố tình không quan tâm rằng đây là một cái cơ hội lớn để thúc đẩy tinh thần thể thao trong dân chúng. Bởi vì sẽ có nhiều tầng lớp giới trẻ Việt Nam sau khi xem kỳ thi Olympics đó và được truyền cảm hứng bởi sự tốt nhất của những thứ tốt nhất để cải thiện văn hóa thể thao Việt Nam trong tương lai. Như các bạn có thể thấy được rằng là nếu mà Việt Nam không có chiếu kỳ thi Olympics này thì văn hóa thể thao của Việt Nam sẽ không thể cải thiện được. Bởi vì có ai xem đâu, là sao người ta biết được là kỳ thi Olympics là nó như thế nào. Sẽ không ai cảm thấy là muốn luyện tập cho kỳ thi này, không truyền cảm hứng được. Bọn họ chỉ quan tâm đến cái ao làng. Mình không biết cái lý do bọn họ không mua bản quyền Olympics là cái gì. Có thể là vì không có tiền, hay là họ cố tình họ không mua bởi vì họ biết rằng là kiểu gì cũng sẽ thua. Mua làm gì nếu mà kết quả nó ê chề. Nhưng mà chắc chắn cái việc không công chiếu Olympics ở Việt Nam cho toàn dân xem, điều này sẽ không có thúc đẩy văn hóa thể thao Olympics ở Việt Nam. Điều thứ hai, khi bọn họ không chiến thắng, bọn họ sẽ trở nên vặt vãnh. Bởi vì bọn họ là những người ở bên ngoài, truyền thông sẽ không đưa tin những khía cạnh của thể thao trong kỳ thi Olympics. Thay vào đó thì bọn họ chỉ chú tâm vào những cái tranh cãi. Những cái tranh cãi giống như là cái buổi khai mạc, cái sự ô nhiễm của dòng sông Seine, không có máy lạnh trong làng thể thao, và tranh cãi về giới tính của một boxer người Algerian. Và cái hậu quả của cái việc đấy, người dân Việt Nam đã đi đến một kết luận rằng là cái kỳ thi Olympics năm nay là mỗi kỳ thi đầy tai tiếng nhất, và bọn họ gạt bỏ tất cả mọi người trong cái kỳ thi đó. Thật là thảm hại, pathetic. Một bình luận nữa nói như sau: người Việt Nam rất giống người Trung Quốc về mặt văn hóa. Bọn họ chỉ yêu thích cái sự vinh quang nhưng mà rất là ghét sự nỗ lực và những cái nỗ lực cần thiết để có thể trở thành kẻ chiến thắng. Nói cách khác, đi đường tắt để chiến thắng hoặc là văn hóa gian lận chính là phiên bản nối dài của lối tư duy này. Những môn thể thao hàng đầu là tất cả về việc chiến thắng, và cái quá trình đối với tất cả vận động viên, bạn không thể trở thành một siêu nhân Olympian mà không có nỗ lực, không có tự hào vì sự nỗ lực của các bạn, không có tự hào vì cái sự dẻo dai bền bỉ của các bạn, không có tự hào về cái sự chuyên cần của các bạn. Việt Nam không có một cái chút tự hào gì hoặc là một cái niềm tin gì về cái thành quả đạt được trong suốt cái chặng đường đi. Bọn họ chỉ quan tâm đến cái vẻ mặt thắng cuộc rất là nông cạn, không có niềm tự hào trong sự nỗ lực. Đó là những gì mà các bạn có thể rút ra được từ cái văn hóa của người dân Việt Nam nói chung qua kỳ thi Olympics này. Việt Nam chỉ thích thắng cuộc mà thôi, cho nên bọn họ chọn cái con đường nào mà dễ dàng thắng cuộc nhất, đó chính là kỳ thi SEA Games. Bọn họ không có quan tâm đến cái việc nỗ lực, không có tự hào vào cái việc rằng là bọn họ đã nỗ lực. Chỉ cần biết thắng cuộc là được. Thắng thì đạp cả cái thế giới dưới chân, còn thua là sẽ viện cớ nói này nói nọ, biện minh cho cái sự yếu kém của bản thân. Không bao giờ chấp nhận được cái sự thất bại đó là xuất phát từ cái yếu kém của chính họ. Khi mà các bạn không nỗ lực thì chắc chắn các bạn sẽ tìm đến những con đường giống như là gian lận. Đó là cái lý do vì sao mà các bạn thấy gian lận, đi tắt đón đầu, chép phao ở Việt Nam nó là một cái văn hóa chung của Việt Nam, nó là như vậy. Rồi tiếp theo một cái chủ đề nữa, đó là chủ đề về dân số và sinh sản. Các bạn đã biết rồi, Việt Nam là một quốc gia đang phát triển. Nhưng mà Việt Nam đang có một cái vấn đề mà các quốc gia đã phát triển mà người ta đang có. Lẽ ra, theo như thường tình,
là quốc gia đó nó phải đạt đến cái ngưỡng là quốc gia phát triển thì cái mức độ sinh đẻ của quốc gia đó mới bị đình trệ. Ví dụ giống như là Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước châu Âu, cái tỷ lệ sinh đẻ của bọn họ đang giảm đi rất là đáng kể. Đó là cái đặc điểm chung của các quốc gia đã phát triển. Nhưng mà Việt Nam chúng ta chưa phải là một quốc gia đã phát triển, chỉ là đang phát triển thôi. Nhưng mà chúng ta đã có cái vấn đề của quốc gia đã phát triển. Dân số bây giờ người ta không chịu đẻ nữa. Và đó là cái lý do vì sao mà những thời gian gần đây Việt Nam đã làm đủ mọi cách để thúc đẩy cái tỷ lệ sinh sản, sinh đẻ ở Việt Nam. Chúng ta đã biết rồi đấy, để mà có thể thúc đẩy sinh sản, sinh đẻ được thì nó liên quan rất là nhiều ở cái việc lương bổng như thế nào, đãi ngộ ra sao, chế độ phúc lợi xã hội như thế nào. Nếu mà không đảm bảo được những cái việc đấy thì dù dân số người ta có không có chịu đẻ chăng nó đi thì không thể nào mà đổ tội, đổ lỗi lên tất cả bọn họ được. Đó là cái hệ quả của cái chính sách của một quốc gia. Bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, nếu mà nó chậm đẻ thì đó là do lỗi ở hệ thống. Thì một trong những cái biện pháp của Việt Nam người ta đưa ra là như sau: đề xuất thời gian làm việc đủ ngắn để nam nữ có thời gian tìm bạn đời. Không thấy nói về tăng lương hoặc là đưa ra những cái phúc lợi xã hội gì đó hỗ trợ người ta sinh đẻ. Giống như là bên Nhật Bản, các bạn đẻ con là các bạn được thưởng tiền, được hỗ trợ tiền viện phí, hỗ trợ rất là nhiều thứ. Đẻ con ra là hàng tháng người ta còn trợ cấp tiền nữa. Nhưng mà ở Việt Nam ấy, bọn họ làm được tất cả mọi thứ ngoại trừ cái việc là đưa tiền cho các bạn thôi. Đề xuất thời gian làm việc đủ ngắn, đề xuất như nào? Công ty người ta không muốn cho nhân viên nghỉ thì làm gì được công ty nào? Phép vua thì thua lệ làng. Các bạn nghĩ là người ta đưa luật ra là công ty cho nhân viên nghỉ à? Ở Việt Nam ấy, là cái thời gian làm việc là vô cùng dài. Các bạn chê cười Nhật Bản ấy, nhưng mà cái số giờ làm việc ở Nhật Bản ấy, ít hơn là số giờ làm việc ở Việt Nam. Ở Việt Nam là các bạn làm bật mặt bật mày, không có thời gian để mà lo cho vợ con ấy, chứ làm sao mà tính đến cái chuyện đẻ đái. Cho nên ở Việt Nam đặc biệt thúc đẩy sinh đẻ ở phụ nữ. Ngoài ra còn có những cái biện pháp mà nó thật sự là không có một cái tầm nhìn dài hạn gì. Giống như là tặng bằng khen, tặng vài đồng bạc lẻ cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi chẳng hạn. Các bạn nghĩ là tặng giấy khen, tặng vài đồng bạc lẻ là coi như là giải quyết được cái vấn đề nuôi con của bọn họ à? Nếu mà cái phần thưởng cho cái nhiệm vụ cao cả thúc đẩy tỷ lệ sinh đẻ của quốc gia chỉ là một cái bằng khen với lại vài đồng bạc lẻ, thì nói thật các bạn á, đẻ con là đẻ cho vui, đẻ cho các bạn thôi, chứ đừng có mong đợi cái gì. Các bạn xem đi. Tặng quà mà tứng lưng lưng mà, người ta thúc đẩy đẻ. Tặng quà xong, tặng giấy khen xong, nó bắt đầu phải chụp hình để mà còn khoe. Tặng được vài đồng bạc lẻ thôi, làm như là to lắm, làm như dữ lắm. Ở bên Nhật Bản người ta gửi tiền bắn vào tài khoản ngân hàng tùm lum tùm la, mà người ta cái đâu có bắt phải chụp hình để mà kể công kể trạng đâu. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lợi lễ trao tặng khen thưởng cho những phụ nữ sinh con, sinh hai đứa trước tuổi 35. Trời, nói thật là các bạn tham gia được cái buổi khen tặng này mà nó mình quê lắm, nó nhục lắm, mình thấy nhục thế nào ấy. Giống như là người ta coi mình là như công cụ vậy. Nhưng mà mình nghĩ phần lớn những người phụ nữ trong đây là thuộc những hộ gia đình nghèo, không có điều kiện. Người ta kiểu đẻ con là bởi vì đẻ cho bản thân họ vậy thôi, chứ bọn họ không có mong đợi cái gì là từ cái việc thúc đẩy chính quyền hoặc là vài cái đồng bạc thưởng hoặc là vài cái tờ giấy khen. Bọn họ chỉ là vô tình thì được thưởng vậy thôi. Các bạn nghĩ là trong đây có mấy người bọn họ đẻ con là bởi vì cái bằng khen của chính phủ hả? Mình nghĩ là zero. Bọn họ chỉ đẻ và đẻ vậy thôi, xong rồi tính vô tình được thưởng vậy á. Rồi đây nữa, lễ trao tặng khen thưởng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Mà tứng lừng lừng. Đây nữa, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bửu lễ trao tặng khen thưởng bla 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 bla. Khổ thân. Những cô gái này chắc là đến nghe đâu là người ta thưởng tiền thế là đến thôi, chứ người ta đâu có biết cái gì đâu các bạn. Người ta đâu quan tâm đâu. Nghe đồn tai là được thưởng tiền, được tặng bằng khen, người ta đến người ta lấy thôi. Chứ người ta không phải là đẻ con là bởi vì chính sách đâu, tự nhiên được thưởng thôi à. Đấy, thời gian gần đây nữa còn có những cái tấm ảnh này trên mạng xã hội. Tưởng đẻ con ở những cái tuổi trẻ là hay lắm. Mẹ thì sinh năm 2007, con thì sinh năm 2024. Đăng lên khoe liền. Các bạn thấy không? Trẻ măng à. Những bạn nào mà tầm độ tuổi 30 mấy và đến bây giờ vẫn chưa có gia đình, chưa có con cái, thì các bạn nhìn những tấm hình này chắc là tuổi thân lắm, phải không? Mới sinh năm 2007 thôi mà đứa con như vậy đó. Các bạn thấy không? Mình thúc đẩy sinh đẻ bất chấp thủ đoạn mà. Những cái tấm hình như thế này bây giờ nó bị đặt đem lên, nó khoe trên mạng xã hội. Bố thì sinh năm 2005, mẹ cũng sinh năm 2005, con thì mới sinh năm ngoái. Thì tưởng hay lắm mà đem lên khoe. 2005 thì tức là sao? Mới có 19 tuổi à? 19 tuổi thì đẻ con ra thì nuôi nó bằng cái gì? Hả? Làm một vòng quanh luẩn quẩn. Khi mà người cha người mẹ mà chưa có khả năng về kinh tế thì chắc chắn sẽ nuôi đứa con nó không ra cái hệ thống gì. Khi đứa con nó mà được nuôi mà không có đủ điều kiện thì chắc chắn nó sinh ra và lớn lên nó cũng sẽ giống cha giống mẹ nó thôi. Mà lại một cái vòng quanh luẩn quẩn. Cái thế giới đi theo cái chiều hướng giống như là idiocracy. Những người mà giỏi
Những người biết suy nghĩ, những người có tư duy, những người muốn cải thiện sự nghiệp trước khi lập gia đình, những người có tinh thần trách nhiệm cao đối với những đứa con của mình thì bọn họ không chịu đẻ. Đó. Còn những người á mà cứ thích cứ đẻ thôi thì bọn họ cứ đẻ rất là nhiều. Nên coi như là sản sinh là một cái xã hội càng lúc càng đông những người mà ít có tinh thần trách nhiệm. Tương lai có vẻ xám xịt lắm các bạn. Đây nữa, mẹ thì sinh năm 2005, tức là mới có 19 tuổi đó. Đứa nhỏ thì 2023, còn đứa lớn là 2020. Bó tay. Nếu mà đứa lớn là 2020 thì tức là con bé này á đã đẻ con vào năm 15 tuổi. Chắc là nó cưới đại gia rồi các bạn. Cưới đại gia rồi. Các bạn nhìn đi, nhà cao cửa rộng phết đấy chứ đâu phải đùa. Mà các bạn nghĩ 15 tuổi ấy, thì làm đâu ra tiền mà có được cái nhà như thế này. Thì một đó là nhà của cha mẹ nó. Hai đó là nhà của chồng nó. Chồng đại gia. Quá hay. Phải nói là rất là giỏi. Mới có 2005 thôi mà hai đứa to đùng như này rồi. Rồi còn đây nữa. Mẹ thì sinh năm 2003. Con thì sinh năm 2023. Mời các mẹ flex ạ. Lại ạ nữa. BK. Flex ở đây tức là khoe đó các bạn. Khoe đó. Mẹ sinh 2003 mà con 2023 thì tức là mẹ sinh đứa con lúc mà người mẹ mới 20 tuổi. À, dạo này tuổi trẻ tài cao thật. Quá giỏi, quá giỏi. Không biết làm cái gì ra tiền để mà nuôi con. Còn đây nữa. Mẹ sinh năm 2003. Còn con thì mới sinh năm nay. À, tức là sinh đứa con vào năm 19 tuổi. Giỏi lắm. Rất là hay. Tự hào. Mẹ thì sinh năm 2004. Con thì 2023. Vậy tức là mẹ đã sinh đứa con vào năm 19 tuổi. Tuổi trẻ tài cao, bạn thấy không? Bây giờ trên mạng xã hội mà nó khoe những cái thứ kiểu như này, nó flex những thứ kiểu như thế này, người ta khoe là khoe lúc mà bản thân mình chín chắn thì mới đẻ con. Chứ ai lại khoe cái đẻ con những cái lúc mà còn nhỏ xíu như này. Ở bên nước ngoài người ta không có tự hào mấy cái điều này đâu các bạn. Ở nước ngoài nếu mà người ta thấy người mẹ tuổi đời vẫn còn rất trẻ thì người ta nghĩ rằng là bọn họ là nạn nhân đó. Nạn nhân của sự lợi dụng. Bị lợi dụng thì mới đẻ con ở một cái tuổi đời trẻ như vậy. Ở cái tuổi này thì biết cái gì hả các bạn? Cái đứa mẹ đó, cái sự trưởng thành về tâm lý á, cũng không hơn là một cái đứa trẻ là bao nhiêu đâu. Các bạn nghĩ là cái cô bé sinh năm 2004 này á, có kiến thức và trải nghiệm đời gì khá hơn gì là một cái đứa nhóc không? Hoàn toàn không đâu. Thì các bạn thử tưởng tượng những người như này mà nuôi một đứa con lớn lên thì nó sẽ lớn lên như thế nào? Nó sẽ lớn lên là giống cha, giống mẹ của nó thôi. Một cái vòng quanh luẩn quẩn. Nhưng mà người ta vẫn thúc đẩy cái văn hóa đẻ con rất là sớm. Để mà tạo lao động, thúc đẩy cái tỷ lệ sinh đẻ cho quốc gia. À, một cái sứ mệnh vô cùng cao cả. Vã đến cái mức độ đấy luôn. Thiếu lao động, cần lao động nhiều để mà con đi sang Nhật Bản, sang Hàn Quốc, sang Đài Loan. Lao động cho nhiều, là gửi tiền về để mà phát triển, cống hiến cho quê hương, tổ quốc, quê nhà. Chứ bây giờ lao động mà không có thì lấy ai đi lao động thôi các bạn. Khổ thân, tội nghiệp lắm. Một cái chủ đề cuối cùng mình muốn chia sẻ cho các bạn. Chủ đề này là liên quan đến tin tức mà vừa rồi mình đã chia sẻ đó. Hoa Kỳ đã ra quyết định là lại tiếp tục giữ cái mác nền kinh tế phi thị trường cho Việt Nam. Và đã có rất nhiều bạn trẻ Việt Nam tỏ vẻ thái độ bất bình với quyết định này của nước Mỹ. Bạn này đã chia sẻ một cái video hoặc là một cái bài phân tích gì đó. Ý bạn ấy nói rằng là nước Mỹ sẽ có thể hối hận bởi vì đã không có dỡ cái mác nền kinh tế phi thị trường cho Việt Nam. Và bạn ấy nói rằng nếu nước Mỹ không có dỡ bỏ cái mác đấy thì nước Mỹ sẽ làm hạ đi cái cột mốc kinh tế của cái mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và với cái hậu quả liên quan đến hợp tác an ninh. Bạn ấy nói phức tạp lắm, nhưng mà ý bạn ấy nói rằng là nếu mà US, nước Mỹ không có công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường thì điều này sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam trong cái việc chống lại Trung Cộng. Các bạn biết rồi đó, Việt Nam là chơi cái trò quan hệ ngoại giao cây tre, ngã về bên Mỹ cũng được mà ngã về thằng Trung Cộng cũng được, miễn sao là có lợi là ngã về cái thằng đấy. Việt Nam ấy nâng cái mối quan hệ với Mỹ lên tầm cao mới là vì những cái lợi ích về kinh tế, nhưng mà họ vẫn phải giữ cái mối quan hệ giao hảo với Trung Quốc để không gây bất bình với ông anh Bắc Kinh. Cho nên họ cứ nghĩ rằng là bọn họ có giá ghê lắm. Họ cứ nghĩ rằng là bọn họ là một cái cô gái xinh đẹp thướt tha mà các anh nhà giàu Trung Cộng với lại Mỹ phải làm đủ mọi thứ để mà vuốt ve vây vãn để mà cua lấy cái cô gái xinh đẹp Việt Nam. Nhưng mà thực tế đâu có phải, hiểu nhầm. Việt Nam không có giá giống như là họ đã nghĩ. Dù bọn họ có bắt tay bắt chân quấn quýt với ông Biden như thế nào chăng nữa đi thì nước Mỹ người ta có những cái bộ phận độc lập với nhau. Ông Biden không phải là chúa, ông Biden không phải là thánh. Nước Mỹ vận động hoàn toàn khác so với Việt Nam và Trung Cộng, nơi mà quyền lực tập trung rất là lớn vào chính quyền, nhà nước. Nhà nước muốn gì là nó thành luật ngay.
Còn ông Biden ông ta muốn ấy, cũng là sao mà thành luật được. Có dụ dỗ hoặc là có vút ve là có nịnh bợ ổng như thế nào chăng đi, làm sao mà ổng có cái quyền gì để mà dỡ bỏ cái mác nền kinh tế phi thị trường đối với Việt Nam. Đó là cái điều mà rất nhiều người Việt Nam có vẻ như là bọn họ không thể hiểu được. Dù ấy, người đó ấy, có cái nguồn gốc học thuật cao như thế nào chăng đi. Cái ông Khang Vũ này á, khi mà các bạn đọc qua cái profile thì cũng thấy học trường này trường nọ ghê lắm. Học nhiều là thế, biết tiếng Anh là thế đấy, nhưng mà tư duy vẫn không có phát triển được. Và dĩ nhiên đã có một người bạn bình luận vào cái bài đăng của anh bạn Khang Vũ kia với cái nội dung như sau. Anh ta phản biện như thế này: có những cái thứ ấy, gọi là guidelines, tức là những cái điều khoản luật lệ, and rules, tức là những cái quy tắc. Nước Mỹ là hoạt động dựa vào luật lệ và quy tắc. Ở các nước phương Tây, chúng tôi cố gắng tuân thủ những cái luật lệ và quy tắc. Đó là điều khiến cho chúng ta là những quốc gia văn minh. Nếu Việt Nam ấy muốn cái mác đấy thì hãy tuân theo luật lệ và quy tắc giống như tất cả mọi người. Nếu không ấy thì hãy tập cách sống với Trung Quốc đi. Thế là ông Khang Vũ này không có phản biện hoặc lập luận gì hết á. Mày đọc cái bài đăng của tao đi đã. Người ta đọc rồi, người ta mới bình luận như vậy. Không có khả năng phản biện đâu các bạn. Freddy trả lời tiếp: Việt Nam cần phải tiến hóa, còn nếu không ấy là nó sẽ có một cái rủi ro rơi trở lại vào cái vai người em trai của Trung Cộng. Một bạn tên là Tài Nguyên bình luận: xui xẻo thay, Việt Nam không có xứng đáng với cái mác đấy. Và nước Mỹ ấy, trong lịch sử bọn họ thích cái vị trí, cái tình trạng hiện tại của họ. Thế là ông Khang Phú ông trả lời lại: cái điều này không có liên quan đến cái việc là Việt Nam có xứng đáng với cái mác đó hay không, nhưng mà nó liên quan đến cái việc là nước Mỹ có coi Việt Nam là một cái đối tác địa lý chính trị quan trọng hay không. Đấy, cái ông này lại suy nghĩ theo cái kiểu Việt Nam là có một cái vị trí địa lý chiến lược quan trọng ghê lắm. Có nghĩ giống như là một mình một cô gái đẹp mà cái anh Mỹ phải đặt cách bất chấp luật lệ để mà trao cho cái mác nền kinh tế thị trường. Ở đâu ra, đời đâu có dễ đơn giản vậy. Muốn có ăn thì phải tuân theo luật lệ. Nước Mỹ không chơi theo cái trò mà đặt cách rồi thiên vị. Thế là Freddy trả lời tiếp: không, đời nó không phải như vậy. Bạn đang mong đợi một cái thứ gọi là sự thiên vị, hoặc nói cách khác là làm việc giống như là Trung Cộng. Chúng tôi không có làm việc như vậy. Chúng tôi không có nhận hối lộ hoặc là đặt cách cho bất kỳ ai giống như là điều Trung Quốc làm. Đây là một cái hệ thống của quy tắc và luật lệ mà tất cả các người chơi đều phải tuân thủ. Đó là cách mà các người văn minh làm việc với nhau. Đúng vậy. Và đó cũng chính là cái điều khiến cho mình rất là thích các nước văn minh phát triển là như vậy. Chỉ cần mình làm đúng luật thôi là mình sẽ nhận lại cái thứ mình muốn, chứ không cần phải đi đường đường tắt, không cần phải chơi cái trò đút lót, đi đêm, hối lộ, nịnh bợ. Việt Nam mà chơi cái kiểu nịnh bợ quen rồi, cứ tưởng là friend bạn với nhau, bất đi với nhau là coi như là tha hết những cái điều mà sai trái. Hoặc nếu mà là con quan là cứ nhận nó vào, không cần biết, quen cái thói mà hối lộ quen rồi, quen cái thói mà đặt cách thiên vị quen rồi, không thích làm theo luật lệ. Nhật Bản cũng là một quốc gia luật lệ tương tự giống như Mỹ vậy các bạn. Các bạn sống cứ gương mẫu đi, tuân thủ theo luật pháp đi, làm việc chăm chỉ đi, trả thuế, đóng thuế đi, là tất cả mọi thứ tốt đẹp nó sẽ đến với các bạn. Cái sự nỗ lực của các bạn ở đây sẽ là thành quả, chứ không phải là phải đau đầu nghĩ cách mà chà đạp lên người khác, rồi đi đêm, rồi lươn lẹo, rồi hối lộ với người khác như thế nào để mà tiến thân trong xã hội. Giống như là Việt Nam, ở Việt Nam nó sống là các bạn phải lươn lẹo để mà có thể tiến thân, mà lươn lẹo là vô cùng đau đầu và phức tạp. Mình không thích cái kiểu sống phức tạp như thế, căng thẳng, nó đau não, nó nhức đầu lắm. Chiến thắng là chiến thắng với cái thực lực của mình, chứ không phải là chiến thắng là nhờ vào cái sự đi đêm móc ngoặc, lừa đảo, dối trá. Nó quen rồi, dù có đi sang nước ngoài như nào chăng nữa đi, hoặc là tiếng Anh giỏi đến mấy chăng nữa đi, thì người Việt Nam ấy cũng không thoát được khỏi cái xiềng xích của cái nhà tù tư duy này. Rồi, bài chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến cuối cùng. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành.